Oh shit. Gà má ơi. Đi đâu vậy? Ê, dòm, dòm cái gói đồ, dòm cái gói nè, 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 nè. Nè, đủ. Đi đâu vậy? Đem nó chở, để chở nó. Rồi vậy. Trời má, nó bự quá. Shit. Má ơi. Này. Sao xong bỏ gì vô cho nó sống đi má. Thôi chết đi cho nó chết. Ồ mà sống gì đâu nữa. Shit. Ôi ơi. Na kinh. Thôi đi, lại nó cay được rồi không chị hả? Hả? Lại nó cay kia được rồi. Thầy sẽ nói là nó cay đi. Thì sao nó lấy vô kìa má? Con. Ừ. À. Đem nhận cá chắc là mẹ khủng hoảng không á. Không muốn lạo. Ừ. Thì sao lạo? Thôi nhưng mà em muốn cái đuôi hay là một phần muốn xíu thôi coi. Ừ. Thằng ba cho em. Thì để nữa nó mặn nữa. Thử cái này sao thịt nhiều lắm á. Má nãy đưa cái này cho em là đứt rồi chứ không giỡn đâu. Phải biết cách nương nó. Má bự ghê vậy trời. Mày đây không vậy? Mất đi Phương. Bự con cá nãy mà giờ dám bự hơn cái này luôn á. Trời ơi. Móc chỗ nào vậy? Cái này không vậy? Móc chỗ này hả? Móc chỗ này với móc chỗ này. Hai chỗ luôn hả? Ừ. Rồi hai chỗ khó dụng. Thì đó, chơi hai lưỡi là nó có ruột lắm. À, cá này. Trời ơi, nãy em thấy mà còn sợ luôn á. Ờ, tao rượu, tao nhìn tao cũng uống ỉa giùm người. Thấy xa, thấy không giống có chơi. Nó mới đầu nó nổi cái này lên với cái này lên là nó giống con cá kia nè. Cá chơi á. Mới vô cái đầu nè. Cái tướng nó lội nữa. Cái đầu nè, mới vô nhìn cái đầu tới cá chơi á. Thấy không, cái đầu nó con giống này nè. Cái mỏ giùm cái đầu nó không có xương luôn này thấy không? Gân con này thấy không? Con ngón bầu béo quá. Yeah. À. Con này là bữa anh thấy con lào nó câu rồi mà bằng con nửa con này. Rồi. Trong ngoài trong gì. Có chữ. Trời ơi, con cá.